MU thắng nhọc trận khai màn ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Ten Hag tạm thoát cảnh u ám. MU đã có chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham với tỷ số 1-0 ở trận mở màn ngoại hạng Anh 2024-2025 nhờ pha tỏa sáng của một tân binh trong những phút cuối. Sau thất bại ở trận tranh siêu cúp Anh trước kình địch Man City cách đây vài ngày, MU trở về sân nhà Old Trafford với mục tiêu khởi hành ngoại hạng Anh mùa giải mới một cách suôn sẻ. Ở trận này, huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp tục tin dụng Amad Diallo thay vì Alejandro Garnacho trên hàng công, còn hậu vệ tân binh Nusay Majao có tên đội hình xuất phát. MU phải gặp khó trước Fulham trong suốt trận trước cuộc đón tiếp Fulham. Một số tờ báo Anh đã đưa ra dự đoán đầy u ám cho tương lai của ông ten Hag khi cho rằng nhà cầm quân người Hà Lan sẽ bị sa thải vào Giáng sinh năm nay. Những gì diễn ra trên sân trong 45 phút đầu tiên đã phần nào thuận theo những dự đoán, bởi lối chơi MU chưa cho thấy sự khởi sắc đáng kể. Quỷ đỏ không thể áp đặt lối chơi lên Fulham và sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ vẫn bộc lộ. Cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội chủ nhà trong hiệp 1 lại là tiền vệ lão tướng Casemiro. Người có 3 pha dứt điểm và một đường chuyền giúp Bruno Fernandes đối mặt với thủ thành của đội khách. Hàng công MU không tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong thế trận ở hiệp 2 dù tài năng trẻ Garnacho và tân binh người Hà Lan Joshua Zirkzee được tung vào sân. Trong khi đó, hàng thủ đội chủ nhà còn liên tục lung lay trước các pha phản công nguy hiểm của Fulham. Tân binh Zirkzee tỏa sáng giúp MU thắng trận mở màn ngoại hạng Anh mùa này khi thời gian trận đấu cạn dần. MU bất ngờ khai thông bế tắc nhờ bộ đôi vào thay người Garnacho và Zirkzee trong một tình huống phản công ở phút 87. Garnacho là người kiến tạo với đường tạt từ cánh phải để Zirkzee băng lên dứt điểm ghi bàn mang về chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Dù có 3 điểm ở trận mở màn ngoại hạng Anh nhưng huấn luyện viên Ten Hag lại đối mặt với những hoài nghi khi MU lại thắng một cách thiếu thuyết phục. Nhà cầm quân người Hà Lan giờ đây hy vọng quỷ đỏ sẽ được cải thiện hơn với sau bổ sung của các tân binh chưa ra sân ở trận này là Matthijs de Ligt, Lenny Yoro,